Chào các bạn, bây giờ là đúng giờ hẹn livestream. Buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ nhau với một chủ đề 5 bước để chúng ta thoát khỏi cái nghèo. 5 bước để chúng ta thoát khỏi cái nghèo. Và hiện nay thì tôi đang có một vài cái giây phút ở quê hương, trong một cái khu vườn mà tôi đã ước ao từ rất xưa rằng gì, ước gì là mình có một cái vườn lan. Thế và mọi điều thì nó cứ tự nhiên nó xảy ra thôi. Chỉ cần mình ước ao vào mạnh mẽ, thực hiện những cái điều mà cuộc sống này yêu cầu, cuộc sống này mong muốn. Đó là gì? Đó là phát triển bản thân và nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân mình. Làm tất cả những cái điều gì mà mình muốn làm, phải làm để cho cuộc sống này của mình được cải thiện tốt đẹp hơn, thì mọi chuyện nó sẽ tự nhiên xảy ra. Và trước hết thì tôi muốn các bạn là thưởng thức cái vườn lan đối với tôi. Có đẹp không các bạn? Đây ạ. Rất là đẹp phải không ạ? Là các bạn chúng ta cùng thưởng thức cái vườn lan nhé. Những bông hoa nó tinh tươm thế này rất là đẹp. Trời, quá là tuyệt. Vâng. Theo các bạn thì chúng ta về một cái không gian như thế này. Một cái không gian như thế này thì tinh thần của chúng ta có tuyệt vời không ạ? Cực kỳ tuyệt vời. Bởi vì các bạn có biết không ạ? Như là nhiều video tôi đã chia sẻ rằng là con người chúng ta thì cũng được tạo thành bởi những vật chất cụ thể. Bởi những vật chất cụ thể. Và mỗi một lần chúng ta gặp những biến cố cuộc đời để gây sốc, hay là chúng ta đến những cái nơi mà khiến chúng ta cảm thấy thư thái, cảm thấy có một cái cảm giác tuyệt vời, thì tất cả những cái bối cảnh đó, những môi trường đó, nó đều cho chúng ta những cái trải nghiệm để chúng ta có những cái bước nhảy lượng tử trong mình, tức là những bước nhảy của những hạt vật chất, những hạt nguyên tử trong mình, để tạo cho chúng ta những sự hưng phấn này, tạo cho chúng ta những cái bản lĩnh này, rồi tạo cho chúng ta những cái niềm vui sống, tạo cho chúng ta những khát khao, tạo cho chúng ta những ý chí và những nỗ lực để chúng ta gì tạo dựng cho cuộc sống này tốt đẹp hơn. Các bạn thấy không? Cả một cái vườn lan rất là đẹp. Đây. Cả những cái cây lan lan rừng đấy nữa. Rất là tuyệt, những cái lan mong manh rất là tuyệt. Đúng không ạ? Rồi. Và tôi rất thích mỗi lần về quê thì tôi rất thích ngồi ở đây. Bởi vì nó mang lại một cái năng lượng rất là tốt. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở về một cái chủ đề chính ạ. Đây là buổi cà phê NLP và tôi chia sẻ với các bạn 5 bước để chúng ta thoát khỏi nghèo. Bao nhiêu bạn trong này mong muốn cái điều đó đối với bản thân mình? Mong muốn điều đó nào? Bao nhiêu bạn đang theo dõi livestream này mong muốn rằng mình có thể cải thiện được thu nhập, mong muốn rằng mình cải thiện được chất lượng cuộc sống, mong muốn rằng mình cải thiện mọi khía cạnh cuộc sống xung quanh mình? Bao nhiêu bạn ạ? Chỉ khi các bạn có nhu cầu thì tôi mới có thể mang những cái giải pháp mà từ trải nghiệm sống của cuộc đời tôi đến với các bạn. Trải nghiệm sống của cuộc đời gần 30 năm các bạn. Gần 30 năm. Và tất cả những kiến thức mà tôi đã tích lũy được, tôi đã học hỏi được của những người thành công nhất trên thế giới này, của những môn khoa học về huấn luyện phát triển bản thân và cá nhân con người mạnh mẽ nhất trên thế giới này để chia sẻ với các bạn. Rồi, bạn Phạm Quốc Khánh, chào mừng bạn. Chào mừng bạn. Hôm nay chúng ta sẽ có một cái chủ đề nó cực kỳ là hay đó, cực kỳ là hữu ích và thiết thân đó. Rồi, chào bạn Phạm Quốc Khánh. Bởi vì các bạn, vậy thì các bạn hãy chia sẻ đến những người bạn của mình đi ạ. Hãy chia sẻ ngay đến những người bạn của mình. Hãy chia sẻ ngay đến những đội ngũ nhân viên của mình. Hôm nay tôi nhắc lại một chủ đề gì? 5 bước để chúng ta thoát nghèo. 5 bước để chúng ta cải thiện thu nhập. 5 bước để chúng ta phát triển bản thân. 5 bước để chúng ta hiểu mình hiểu người. 5 bước để chúng ta nói chung là cải thiện mọi cái khía cạnh cuộc sống xung quanh chúng ta. Nào, xin mời các bạn. Các bạn hãy chia sẻ đi. Tôi dành vài phút để các bạn chia sẻ với những người thân của bạn, bạn bè của bạn, những người đang đồng hành cùng bạn mà họ đang rất là mong muốn tìm một giải pháp, tìm một cái cách thức để họ hiểu ra rằng họ phải hành động, họ hiểu ra rằng họ phải thay đổi để tạo sự đột phá cho cuộc sống này. Dành vài phút để các bạn hãy chia sẻ đến những người bạn của mình nhé. Dành vài phút nhé. Ở một không gian rất đẹp. Và đây là chương trình Cà phê NLP. Cà phê NLP. 5 bước để chúng ta phát triển cuộc đời. 5 bước để chúng ta là sang trang từ một cái trang gì đầy dẫy những thiếu thốn khó khăn, đầy dẫy những loay hoay bế tắc,
để bước sang một trang mới hạnh phúc hơn, thịnh vượng hơn. Nói chung là chúng ta bước sang một cuộc đời viên mãn. Các bạn thấy hay không? Ngồi đây chúng ta có những tiếng chim. Đó, tiếng chim. Cái không gian đây nó phải rất lành, nó phải đầy những cái năng lượng rất là lành mạnh thế nào đó thì chim mới về. Và suốt ngày như này các bạn, chim tự nhiên suốt ngày như này. Nào các bạn hãy chia sẻ với những người bạn của mình đấy. Tôi nhìn sang bên này xem được có bao nhiêu người đã vào livestream này trong một cái ngày đẹp trời như thế này. Trong một cái ngày đẹp trời như này, và chúng ta cùng chia sẻ với nhau những cái điều giá trị thật tuyệt vời. Bạn Khánh hãy chia sẻ đi, tranh thủ chia sẻ những người bạn của mình. Giám đốc Tâm, bạn hãy chia sẻ những đội ngũ nhân viên của mình. Bạn Khổng Hiền, bạn hãy chia sẻ đến những người bạn của mình trong đội nhóm của mình, những người đang cùng với bạn kinh doanh ấy, xây dựng hệ thống ấy, hãy chia sẻ đến những người bạn của mình đi. Đây là nội dung cực kỳ hữu ích. 5 bước để chúng ta thoát nghèo, 5 bước để chúng ta thay đổi bản thân, 5 bước để chúng ta cải thiện cái sự nghiệp của mình, 5 bước để chúng ta thay đổi hoàn toàn sang một cái trang mới. Nếu như các bạn đã vào đây rồi thì các bạn có thể trao đổi với tôi, chia sẻ những vấn đề của mình trong khi chúng ta đang chờ đợi những người mới. Trong khi chúng ta đang chờ đợi những người mới. Và trong một cái vài video mà tôi lấy ra để phát trên YouTube thì một vài anh chị em xem, sau đó thì họ rất là sốt ruột với cái phần đầu tiên là chúng ta cứ phải chào hỏi, chúng ta cứ phải chờ đợi. Đương nhiên rồi, con người chúng ta luôn luôn khao khát tìm một cái gì đó nó thiết thực, nó hữu ích, nó ngay và luôn. Tức là gì ngon, nhưng mà nó phải bổ, nhưng mà nó phải cực kỳ là rẻ cơ. Đấy, chúng ta đều thích như vậy. Nhanh, những tàu nhanh nhưng mà lại phải rẻ, phải vé rẻ. Ngon bổ nhưng nó lại phải rẻ. Và tất cả mọi thứ mà miễn phí thì càng tốt. Và đây là một chương trình miễn phí. Đây là một chương trình miễn phí. Nào xin mời các bạn. Rồi. Bạn Thu Minh. Nào, bạn hãy chia sẻ đến những người bạn đồng nghiệp của mình đi. Những người bạn mà đang loay hoay, những người bạn đang muốn tìm một giải pháp để đột phá bản thân mình, tìm một giải pháp để cải thiện thu nhập của mình, tìm một giải pháp để cải thiện cái mối quan hệ của mình, tìm một giải pháp để phát triển bản thân mình, để đầy đủ sự tự tin, năng lượng và cái mức độ gây ảnh hưởng được với người khác. Nào xin mời các bạn. Không có vội vàng gì cả. Hôm trước tại cái khóa huấn luyện của tôi NLP, nhà thực hành lập trình ngôn ngữ tư duy, thì có một chị nói rằng là bây giờ thì tuổi đã cao rồi, cứ nghĩ rằng là mình sẽ không mình sẽ không có đủ thời gian để làm nhiều việc nữa. Và tôi có hỏi chị một câu: vậy thì cuộc sống của chị này đang là như gì? Cuộc sống của chúng ta đang gì vậy? Cuộc sống của chúng ta là đang hành trình để cuối cùng là gì? Đi đến sự kết thúc, đi đến sự không còn gì. Vậy tại sao lại phải đi nhanh vậy? Sao phải đi nhanh vậy? Hãy từ từ để thưởng thức cái cuộc sống này. Mỗi một ngày, mỗi một giờ, mỗi một phút, mỗi một người ta gặp, mỗi một biến cố xảy đến cuộc đời, hay mỗi một niềm vui trong cuộc sống này. Đà, chào bạn Hà Minh. Là để chúng ta thưởng thức cuộc sống này. Là để trong cuộc sống này. Tại sao chúng ta phải nhộn nhạo? Tại sao phải vội vã? Rồi tại sao phải bấn loạn? Tại sao phải hốt hoảng? Tại sao phải lo lắng vậy? Cái điều đó là đúng, nó xảy ra trong tất cả chúng ta. Nhưng nếu chúng ta có cách hiểu đúng, nếu chúng ta hiểu được mình, nếu được chúng ta hiểu được mọi người, con người nói chung ấy, và nếu chúng ta hiểu được các nguyên lý, hiểu được cái quy luật cuộc sống này, thì chúng ta chả bao giờ cần phải vội vàng. Bởi vì chúng ta đã có mục tiêu rồi, bởi vì chúng ta đã rõ ràng mọi thứ để chúng ta làm rồi. Và tất cả nó đều có, như chia sẻ các bạn, tất cả nó đều có nguyên lý, có bí quyết, có công thức. Mà nhanh cũng không được. Và vì chúng ta lại muốn nhanh, nhưng quy luật và nguyên tắc nó không cho phép như vậy, thì khiến chúng ta bị bấn loạn, khiến chúng ta cảm thấy nhộn nhạo, khiến chúng ta cảm thấy lo lắng, khiến chúng ta cảm thấy hốt hoảng. Để tôi dẫn chứng điều này với các bạn. Trong khóa huấn luyện của tôi thì rất nhiều người nói bảo: thưa thầy, là trước đây thì em đi tiếp khách hàng, em đi tiếp đối tác, em đi, thì câu chuyện của em có thể kéo dài đến nửa ngày, kéo dài đến 2 tiếng, kéo dài đến 3 tiếng, rồi 1 tiếng, mà cuối cùng thì mãi vẫn không vào được cái chủ đề chính mà mình muốn nói. Đúng rồi. Bởi vì bạn không biết rằng là cái mục tiêu của mình rõ ràng, bạn không có cái kỹ năng để có thể vào thẳng vấn đề, bạn không hiểu được người khác ở trước mặt mình, họ là cái thuộc một cái người
có cái nhóm tính cách nào, có cái nhu cầu nào và có cái mong muốn khát khao nào. Nên bạn phải đi vòng vèo. Vòng vèo để mong muốn gì, cả hai bên đều cởi mở với nhau. Nhưng mà như thế thì nó không cần thiết. Nhưng nếu bạn sở hữu những cái kỹ năng, kỹ thuật cần thiết trong cuộc sống này thì câu chuyện của bạn chỉ mất có gì 5 phút thôi, có 10 phút thôi là kết quả nó đã xảy ra cho bạn rồi. Chúng ta chỉ cần mất có thế thôi, không phải dài dòng văn tự mà khiến khách hàng cảm thấy lại chán nản, nhà đầu tư cảm thấy chán nản, những người chúng ta quen họ cảm thấy chán nản bởi chúng ta nói ra những cái điều mà họ không cần. Vì thế nên cái sức ảnh hưởng của chúng ta nó mới không tiến triển, nó dậm chân tại chỗ hoặc là nó thụt lùi. Và tôi cũng hỏi rất nhiều người đang làm nghề, ví dụ như là những người làm nghề tư vấn bảo hiểm, tư vấn bất kỳ một cái dịch vụ nào đó. Thế thì tư vấn một dịch vụ nào đó, tư vấn một sản phẩm nào đó thì tất cả nói chung đều là gì? Đều là đến khách hàng và chào mời họ mua một thứ gì đó về một sản phẩm cụ thể hay một cái loại hình dịch vụ nào đó cụ thể. Vậy thì các bạn đang mang cái điều tốt cho khách hàng hay là các bạn đang mang cái điều xấu đây? Thì tất cả đều trả lời là chúng em đang mang cái điều tốt cho tất cả mọi người. Vậy tôi hỏi tiếp này, các bạn định vị mình và hiểu rõ là mình đang mang cái điều tốt với mọi người. Thế thì giả sử trong cuộc sống này nó có hai cái con vật, một con là con muỗi và một con là con ong. Và hai con nó đều bay vo ve xung quanh này, bay vo ve xung quanh này. Vậy thì khi bạn nào, bạn điện thoại đến họ, bạn gặp họ thì người ta nhìn bạn là con muỗi hay là con ong? Thì đặc biệt đối với những người làm nghề tư vấn bảo hiểm ấy, thì đều phải thừa nhận rằng là khách hàng cứ nhìn chúng tôi như là một con muỗi vậy, tức là đến để hút máu họ vậy. Nhưng mà thực ra thì họ đang mang một cái sản phẩm rất tốt, ở các nước văn minh họ phát triển, họ mới sử dụng cái đó. Các tỷ lệ các nước càng văn minh càng phát triển thì họ sử dụng đến 90%, 95%. Và người Việt chúng ta không phải là họ không yêu bảo hiểm, không phải là họ không thích cái bảo hiểm nhân thọ. Họ rất thích, họ rất muốn. Nhưng có một điều gì đó đang ngăn cản họ mà chính những người làm nghề tư vấn không biết. Và nói chung là kể cả những người làm nghề tư vấn bán sản phẩm khác nữa không biết. Mà bạn không biết nghĩa là bạn không hiểu khách hàng. Mà không hiểu khách hàng, không hiểu đối tác, không hiểu bạn mình thì không thể chơi với nhau được, không thể quý mến nhau được, không thể tin cậy nhau được, không thể tôn trọng nhau được và không thể hợp tác với nhau được. Rồi, đây là phần đầu. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu vào phần chính đây. Chúng ta có đúng 15 phút để chúng ta chào hỏi rồi. Và bây giờ thì các bạn sẽ tiếp tục đây. Lần cuối cùng tôi khuyến khích các bạn hãy chia sẻ video này, tag những người bạn của mình vào. Tag những người bạn mình vào đấy ạ, để chúng ta khỏi lãng phí những cái thời gian và lãng phí những cái kiến thức mà nếu mà có được thì sẽ khiến chúng ta thay đổi mạnh mẽ các cục diện cuộc đời của mình. Ok, bạn là Michael Phạm. Michael Phạm, một lát nữa chúng ta sẽ đều trả lời những câu hỏi này của bạn, yên tâm ạ nhá. Chúng ta sẽ cùng trả lời. Bây giờ tôi cũng tranh thủ tác một hai người bạn của tôi vào. Tôi cũng tranh thủ tác những người bạn của tôi vào. Tôi sẽ mời một vài người bạn của tôi để vào cùng này, có thể họ không biết, chưa biết cái điều này.
Rồi, ok, tôi đã mời xong. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đấy. Rồi, chúng ta bắt đầu. Ok. Tôi xin phép được nói lại đoạn này. Buổi chiều hôm nay, livestream này chúng ta sẽ chia sẻ với nhau 5 cái bước để chúng ta thoát nghèo, 5 cái bước để giúp chúng ta thay đổi cuộc đời, 5 cái bước để giúp chúng ta thay đổi mọi khía cạnh cuộc sống này, 5 cái bước để giúp chúng ta tự tin, 5 cái bước để chúng ta có cái sức mạnh để gây ảnh hưởng với mọi người. Và đây là bước đầu tiên. Cái nghèo hay là cái khó khăn của mỗi chúng ta, nói chung là của nhiều người trong cuộc sống này, phần lớn những người trong cuộc sống này, 95-98% trong cuộc sống này, trên trái đất này, cái nghèo nó chỉ là một cái biểu hiện bên ngoài của chúng ta mà thôi. Biểu hiện bên ngoài. Cái nghèo này nó thể hiện trên gì? Trên bữa ăn hàng ngày. Nó thể hiện trên cái chi tiêu hàng ngày. Nó thể hiện trên cách sống hàng ngày, cách ứng xử hàng ngày. Rồi nó thể hiện trong trang thiết bị vận dụng xung quanh của chúng ta. Nó thể hiện trong môi trường của chúng ta. Đó là cái nghèo. Nó hiển hiện xung quanh mỗi người chúng ta, tự chúng ta biết. Và cái nghèo nó được phản ánh chính xác là thu nhập của chúng ta. Nếu như đâu đó loanh quanh dưới 10 triệu thì như vậy là nghèo. Tại sao lại nghèo? Bởi vì với các khoản tiền đó thì chúng ta chỉ đủ chi tiêu thôi, không có tích lũy. Mà muốn tích lũy thì chúng ta phải thắt lưng buộc bụng một cách khủng khiếp thì mới có tích lũy. Và như vậy, phải thắt lưng buộc bụng như vậy thì chúng ta đã không dám chi tiêu rồi. Và như vậy là cuộc sống nó cảm thấy u uất, bí bách, nó khốn khó. Như vậy là nghèo. Vậy thì chúng ta mới đồng ý với nhau điều là cái nghèo nó là bên ngoài. Bên ngoài nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta ăn uống, ứng xử và đi lại làm việc, rồi chúng ta sử dụng các thiết bị xung quanh chúng ta. Đấy là cái bên ngoài. Nhưng chúng ta có biết là cái bên ngoài nó lại xuất phát từ cái bên trong. Cái bên trong là gì? Cái bên trong chính là tư duy, suy nghĩ của chúng ta. Đấy, cái nghèo là cái bên ngoài. Còn cái bên ngoài này bị quy định bởi cái bên trong, mà bên trong chính là tư duy và suy nghĩ của chúng ta. Và vì thế thì cũng có một cái câu nói rằng gì? Bên trong quyết định bên ngoài. Và khi bạn có bên trong thì bên ngoài nó sẽ xảy ra. Hay là một cái cách ẩn dụ khác là gì? Vô hình quyết định hữu hình. Vô hình là cái không nhìn thấy, nhưng cái không nhìn thấy này nó lại quyết định hữu hình. Vậy thì vô hình là gì? Vô hình là tư duy, là suy nghĩ. Chúng ta không bao giờ nhìn được tư duy và suy nghĩ của mình, nhưng tư duy và suy nghĩ này nó lại đang chỉ đạo chúng ta hành động. Chúng ta hành động gì? Chúng ta hành động thế này này. Ngôn ngữ hàng ngày chúng ta nói để giao tiếp với mọi người, đấy, cái tư duy của chúng ta sẽ chỉ đạo chúng ta nói cái ngôn ngữ gì. Rồi gặp mọi người, chúng ta thể hiện mình một cái thái độ để chúng ta ứng xử với mọi người, để chúng ta giải quyết vấn đề với mọi người, giao tiếp với mọi người, thì cái bộ não này cũng chỉ đạo chúng ta làm tất cả những việc đó. Cái thái độ chúng ta cảm thấy vui vẻ, cởi mở, hồ hởi, hay là cái thái độ chúng ta thấy có vẻ như là bất an, khó chịu, rồi không muốn gần một ai đó, rồi năng lực chúng ta làm ở bên ngoài, nó cũng thể hiện là gì? Bên trong của chúng ta có gì thì sẽ lộ ra bên ngoài là như vậy. Và đó là cuộc sống. Và hãy nhìn vào cái kết quả hiện tại của mỗi chúng ta. Đấy là những gì mà chúng ta đang nghĩ. Đấy là những gì mà chúng ta đã làm nhiều năm qua. Và bây giờ nó đang tạo ra một cái kết quả như vậy. Mà nếu kết quả đấy mà chúng ta không đồng ý, chúng ta muốn thay đổi, thì bây giờ các bạn lưu ý đây. Điều thứ nhất, bước đầu tiên, chúng ta phải thay đổi tư duy. Bởi vì tư duy là cái bên trong. Tư duy là vô hình, chúng ta không nhìn thấy nó được, nhưng chúng ta phải thay đổi nó. Thay đổi nó bằng cách nào? Thay đổi nó bằng cách đầu tư vào bộ não này, đầu tư vào những tri thức, đầu tư vào những hiểu biết, để cho bộ não này có cái năng lực, có trí tuệ để nhận diện ra tất cả mọi chuyện trong cuộc sống này. Chúng ta nhận diện được cái gì là có giá trị và cái gì là vô giá trị, cái gì là tích cực và cái gì là tiêu cực, để mọi cái thứ tốt, mọi cái thứ giá trị với cuộc đời chúng ta thì chúng ta du nhập vào, và mọi cái thứ vô giá trị gây hại với cuộc đời thì chúng ta loại ra khỏi.
thì điều đầu tiên chúng ta phải, bước đầu tiên trong 5 bước thoát nghèo, chúng ta phải thay đổi tư duy ngay lập tức. Phải thay đổi tư duy. Đấy, tư duy là cái bên trong, chúng ta không nhìn thấy, nhưng phải thay đổi nó. Đấy. Vậy thay đổi tư duy như thế nào? Như tôi vừa nói là phải học những cái kiến thức tri thức. Và cái quan trọng thực tiễn là này. Thay đổi tất cả những gì mà các bạn đã làm, đã nghĩ, đã hành xử từ trước đến nay. Thay đổi cái đấy, đấy là thay đổi tư duy đó. Tư duy là cái thay đổi bên trong. Cái bên trong nó sẽ quyết định bên ngoài. Vậy thì thay đổi cái bên trong rồi, đồng thời phải thay đổi cái bên ngoài. Bên ngoài của chúng ta là gì? Là thói quen. Thói quen làm một cái gì đó, ví dụ thói quen ngủ dậy muộn, thói quen làm kế hoạch không bài bản, rồi thói quen nói những cái ngôn ngữ mà không gây được ảnh hưởng với người khác, thói quen là nói những ngôn ngữ mà không gây thiện cảm được với người khác. Cái thói quen mà chúng ta có cái hình hài nó không được năng lượng thì phải tìm cái cách để tạo năng lượng. Cái thói quen là cẩu thả dễ dàng với bản thân, để mà khi xuất hiện trước người khác thì người ta nhìn vào đó và người ta thấy không xem trọng. Đấy, điều đầu tiên, bước đầu tiên để chúng ta thoát nghèo là phải thay đổi đầu tiên là tư duy. Cái tư duy là quan trọng đầu tiên đã. Và để thay đổi tư duy thì không có cách nào khác, chính là thay đổi những tất cả những cái gì mà các bạn đang có, đang làm hiện tại, cho đến hiện tại này. Bởi vì bên trong của các bạn đang có một khuôn mẫu. Cái bên trong nó đang có một khuôn mẫu, và khuôn mẫu đó đã chỉ đạo các bạn hành động, hành vi, ứng xử từ xưa đến nay mà các bạn không nhận ra. Ví dụ như ai đó chia sẻ cho các bạn một cơ hội nào đó rất là tốt, và họ chứng minh rằng bằng cách này các bạn có thể đạt được một kết quả này, nó khác và nó cải thiện hoàn toàn các kết quả thu nhập của các bạn. Và các bạn sẽ nghĩ một lúc và các bạn sẽ thấy rằng cái này nó không hợp đâu, tôi đang làm cái này rồi nó không hợp đâu. Hoặc là có những khóa học phát triển bản thân, có những khóa học tạo ra sự đột phá nào đó. Một ai đó đã nói rằng là tôi không có tiếng ạ, tôi vẫn mở tiếng bình thường đấy, có thể nó sẽ bị nhỏ ạ. Có phải không các bạn? À, đúng rồi, có thể tôi sẽ đã bị nhỏ mặc dù tôi đã nói khá to. Tôi sẽ kiểm tra lại tiếng xem có phải không ạ. Tôi có đâu ạ? Tôi sẽ xem là có bị tắc tiếng gì không ạ. Đang bật chế độ im lặng ạ. Các bạn có tiếng không ạ? Có tiếng đấy chứ ạ. Tôi để nguyên si thế. Các bạn hãy phản hồi giúp tôi rằng là các bạn có tiếng không ạ? Hãy phản hồi giúp tôi rằng các bạn có đang nghe thấy tiếng không ạ? À, bạn Hà Minh đây nói có tiếng đấy ạ. Vâng, cảm ơn em rất là nhiều. À, tôi đang nói tiếp đến cái đoạn là đó. Rồi, ok. Bạn Lê Thanh Thủy ngày mai. Rồi, các bạn. Rồi, đang có tiếng. Đây là chương trình cà phê NLP các bạn nhé. Vậy thì chúng ta hãy cứ thoải mái. Cuộc sống này là thưởng thức và trải nghiệm, không có đi đâu mà vội cả. Càng vội, chúng ta càng không giải quyết vấn đề gì. Đã. Chúng ta càng vội thì càng không được. Người ta nói là muốn nhanh thì phải chậm. Nghe rất tốt ạ. Vâng. Vậy chúng ta đi tiếp tục. Chúng ta đang nói phần 5 bước để chúng ta thoát nghèo, 5 bước để chúng ta giúp thay đổi bản thân, 5 bước để chúng ta thay đổi toàn diện mọi khía cạnh cuộc sống này. Thì bước đầu tiên là thay đổi tư duy. Bước đầu tiên là thay đổi tư duy. Và thay đổi tư duy thì nó thay đổi cái gì ở bên ngoài? Thay đổi tư duy là cái bên trong. Thì từ cái bên trong nó sẽ dẫn ra cái gì bên ngoài? Thì biểu hiện rõ nhất cái bên ngoài của chúng ta là những hành vi, những thái độ, những cử chỉ, những ngôn ngữ giao tiếp, những cái cách giao tiếp, cái cách chúng ta đi, cách chúng ta đứng, cách chúng ta ăn, cách chúng ta ngủ, cách chúng ta kết bạn và môi trường chúng ta đang chơi. Thì đấy là những cái bên ngoài. Chúng ta phải thay đổi tư duy đi thì sẽ thay đổi được toàn bộ một cái bên ngoài. Rồi, ok. Mọi người nghe thấy mà bạn Toại mà không nghe thấy thì có lẽ là bên máy của bạn đang có vấn đề gì đó mà bạn cần kiểm tra. Thế ạ. Còn nếu như tất cả đều không nghe thấy tiếng thì đấy mới là vấn đề của tôi. Thì tôi sẽ chỉnh sửa ngay lập tức. Thế ạ. Chúng ta đang tiếp tục. Đấy, bước đầu tiên là phải thay đổi tư duy. Nhiều người sẽ bảo bây giờ thay đổi tư duy như thế nào? Tôi sẽ phải nói đi nói lại một cách dễ hiểu nhất để các bạn có thể tiếp cận được. Chúng ta đều đúng, đều nghĩ rằng mình đang rất đúng. Ví dụ trên Facebook của tôi thì tôi khuyến nghị các bạn là học NLP đi. Thế rồi nhiều người thì cũng comment đến và anh ơi, tôi muốn học, tôi muốn thay đổi bản thân, tôi muốn. Và khi tôi hỏi tất cả mọi điều, họ rất khát khao rồi. Ví dụ họ nói rằng
em đang bị thế này, bị thế kia, vấn đề của em đó là thế này, công việc là thế này, cuộc sống là thế kia. Thế rồi tôi bảo là vậy thì nếu bạn đang bị một cái tình trạng như vậy và bạn không phát triển được bản thân, bạn không có cái kỹ năng bản thân, thì trong quá khứ bạn và gia đình bạn đã mất những gì rồi? Thế bạn liệt kê ra rất nhiều thứ, nào thì làm ăn thua lỗ, nào thì gia đình bị lục đục, nào thì con cái không có điều kiện tốt, nào thì không báo hiếu được bố mẹ, thậm chí lại còn gây ra nhiều thứ rất là buồn bã cho bố mẹ. Vậy tôi sẽ hỏi tiếp. Ok, thế thì tương lai nếu mà bạn không thay đổi được bản thân mình, không thay đổi được, nâng cao được cái kỹ năng của mình, thì tương lai bạn sẽ mất những điều gì nữa? Thì bạn ấy sẽ nói tiếp rằng nếu như mà không có cái kỹ năng nào để phát triển bản thân, thì tương lai thứ nhất là em vẫn có cái cuộc sống nó rất là khó khăn, em vẫn có một cái gia đình lục đục, và con cái sẽ không có điều kiện để chăm sóc tốt, bố mẹ vẫn không có kịp để chúng ta báo hiếu, rồi bản thân mình thì nó không có cái giá trị gì cả, vẫn hèn kém, mất tự tin, rồi bạn bè vẫn coi thường, bố mẹ vẫn mất tin tưởng mà thôi. Thì lúc đó tôi mới hỏi, vậy thì nếu như tôi có thể giúp bạn đột phá cái điều đó, nâng cao kỹ năng bản thân của bạn, và sau khóa học của tôi bạn có thể tăng trưởng gấp 10 lần, bạn có dám học không? Thế rồi sau đó bạn bảo em sẵn sàng, em rất muốn. Và khi đó thì tôi bắt đầu mới nói ra một mức phí. Một mức phí nó chỉ đâu đó chỉ bằng 2% của cái thứ, của cái mức mà bạn ấy sẽ kiếm được trong một năm nếu bạn học xong khóa học đấy. Thì bạn ấy quay lại nói ngay lập tức là gì? Nhưng mà thưa thầy, hay làm ngược lại. Ví dụ này. Ok, màn hình vừa tắt à? Được rồi, tôi sẽ nói lại phần này một chút các bạn. Bây giờ thì lại tốt rồi đây. Tức là gì? Khi tôi nói ra được một cái mức phí là bạn phải học đi, thì bạn mới thay đổi được cuộc đời bạn, bạn mới thay đổi được các năng lực của bạn, rồi bạn sẽ bắt đầu kiến tạo được cuộc đời bạn. Thì hầu hết 90%, 95%, 98% luôn, người ta nói là: nhưng anh ơi, bây giờ thì em đang rất là bận. Nhưng anh ơi, bây giờ thì em đang chưa có tài chính. Nhưng anh ơi, bây giờ thì em chưa sắp xếp được cái gì ABC, rất nhiều thứ. Thì đấy nó là cái gì vậy? Đấy nó chính là cái tư duy bên trong của các bạn đó. Đấy chính là tư duy bên trong. Và chúng ta phải thay đổi cái đó đi. Mà phần đầu tôi nói rằng gì? Từ trước đến nay các bạn đã làm cái gì, đã nghĩ như thế nào, đã hành động như thế nào, thì bây giờ bạn chỉ cần làm ngược lại thôi. Ví dụ, nếu như bây giờ tôi nói bạn, bạn phải học đi, và bạn thấy sợ hãi vô cùng, bạn thấy lo lắng vô cùng, và bạn cảm thấy em không có đủ điều kiện, thì đấy là những suy nghĩ cũ rồi. Đấy, thay đổi là ta phải thay đổi cái này này, lao đi học ngay lập tức. Rồi đến đây thì bạn sẽ có một câu hỏi: được rồi, em sẽ học. Em sẽ học, nhưng mà em đạt được kết quả gì không thầy? Tôi sẽ trả lời luôn với các bạn rằng sau 6 ngày cái khóa đào tạo của tôi, nếu bạn không đạt được những cái kỹ năng để bạn thấy rằng mình sẽ tạo ra cái kết quả gấp 10 lần so với hiện tại, bạn được free học phí. Vậy bạn có mất gì không? Bạn chẳng mất gì cả. Đúng không nào? Nói đến như vậy rồi mà vẫn không dám, thì đấy là cái tư duy. Vậy bước số 1 để chúng ta thoát nghèo là phải thay đổi được tư duy. Điều đầu tiên là phải thay đổi được tư duy. Bạn nào vào sau thì các bạn sẽ xem phần ngược lại là vì sao phải thay đổi tư duy và tư duy nó là cái gì. Nhớ, bước đầu tiên là phải như vậy. Đến bước thứ hai. Đến bước thứ hai là bạn phải chọn một cái cộng đồng. Chọn một cái cộng đồng tích cực để bạn sống ở trong cộng đồng đó, làm việc ở trong cộng đồng đó. Bởi vì ở ngoài kia 95-98% mọi người đều đang có cái tư duy, đang có cái suy nghĩ khá là tiêu cực trước mọi việc. Và họ đang vô tình, họ đang ngồi ở cái vùng mà trong khoa học NLP của chúng tôi thì gọi là cái vùng hậu quả mà họ không biết. Vùng hậu quả đó là cái vùng gì? Cái vùng mà nhìn bất cứ vấn đề gì mà nó có vẻ như là quá mức mình thì họ đều nói rằng là hiện tại thì tôi chưa có vốn, hiện tại thì tôi chưa có quan hệ, hiện tại thì tôi chưa có năng lực, hiện tại thì tôi chưa có cái năng khiếu, hiện tại thì tôi chưa có thời gian, hiện tại thì tôi chưa có sắp xếp được, hiện tại thì tôi đang trẻ quá, và hiện tại thì bây giờ tôi đang già quá rồi.
Và hiện tại thì bây giờ tôi rất là rảnh việc rồi. Đấy, họ ngồi ở cái vùng mà họ sẽ viện ra rất nhiều cái cớ. Thì nếu bạn sống trong một cái cộng đồng mà toàn những cái người như vậy thì nghĩa là bạn sẽ trở thành họ. Bạn sẽ trở thành họ. Bởi vì rất nhiều cuốn sách của những người thành công, cũng rất nhiều những người thành công họ đã huấn luyện các bạn trên cả những video hoặc là những chương trình trực tiếp, họ đã nói rồi. Bạn sẽ là trung bình cộng. Bạn sẽ là trung bình cộng của 5 người mà bạn dành thời gian nhiều nhất. Các bạn lưu ý điều này. Bước thứ hai, chúng ta phải thay đổi cái cộng đồng mà chúng ta đang sống, đang chơi, đang làm việc. Thay đổi. Dưới nghĩa này nó có nhiều lớp, chúng ta không thể nào đi cụ thể của hôm nay. Nhưng đại ý, bạn phải thay đổi những cái gì mà nó đang là cái cũ của bạn. Phải thay đổi mới đi. Bởi vì nếu không, bạn sẽ tiếp tục là cái thứ đó. Giống như là có những câu của người thành công, người ta nói là nếu bạn vẫn tiếp tục hành động theo cách cũ thì bạn sẽ tiếp tục nhận được kết quả cũ. Và cái bước thứ hai của chúng ta là tìm một cộng đồng tích cực. Cộng đồng tích cực là ai? Ở đó là những người có cái tư duy tích cực, cái thái độ tích cực. Và đương nhiên những cái người mà có tư duy tích cực, thái độ tích cực thì họ là những người thành công. Bởi vì họ luôn luôn gì? Không sợ bất cứ một thách thức, một rủi ro nào cả. Cứ nhìn thấy là họ phải tiến công. Và họ sẽ chỉ hỏi mình một câu hỏi thôi: làm thế nào để tôi có thể vượt qua điều này? Làm thế nào để tôi có thể sở hữu nó? Làm thế nào để tôi có thể học được nó? Và như vậy là họ cứ tiến thôi. Đương nhiên là va vào thì nó khá là thách thức, nhưng họ luôn luôn tìm cách để làm gì? Vượt qua. Và cứ ngày nào họ cũng vượt qua như vậy. Tuần nào họ cũng vượt qua một thách thức như vậy. Và mỗi một năm họ vượt qua hàng chục thách thức như vậy. Nghĩa là họ đã vượt qua hàng, và họ đã học hỏi được, tích lũy được hàng chục cái kỹ năng cho bản thân mình rồi. Và bạn ngồi ở những cái môi trường của những người như vậy thì kiến thức của họ rất là phong phú, họ rất là tích cực. Và ra ngoài kia, khi bạn bị mất năng lượng, bạn quay lại cái môi trường đó, thì họ không những là người sẽ giải tỏa giúp bạn, tiếp năng lượng cho bạn, mà họ còn có những cái giải pháp, có những nguồn lực để giúp bạn lại vượt qua khó khăn thách thức. Vì vậy, nếu như cuộc đời của bạn, cuộc sống của bạn nó đang rất là eo hẹp, khó khăn, thì hãy tìm cách thay đổi môi trường đi. Vậy thay đổi như thế nào? Thì đấy, cái bước thứ hai đấy, tìm cái cộng đồng tích cực. Và tìm cộng đồng tích cực thì bảo là tôi làm sao có thể tham gia được vào cộng đồng tích cực? Bạn hãy chân thành đi, bạn hãy cầu thị đi. Rất nhiều người sẽ muốn giúp đỡ bạn. Bạn chỉ cần chân thành, khát khao, ý chí, là người uy tín, là người chân thành, thì rất nhiều người, những người giỏi, những người thành công sẵn sàng giúp bạn. Chỉ cần bạn chân thành, trung thành, chính trực, uy tín, chăm chỉ, họ sẽ sẵn sàng giúp bạn. Đó. Còn nếu bạn lại tiếp tục gì? Tiếp tục không thay đổi mà lại sống ở cái vùng mà những người bạn của bạn từ xưa đến nay, thì bạn biết rồi đấy. Hãy lục lại những câu chuyện bên quán cà phê, những lúc rảnh rỗi, những chuyến picnic các bạn đi cùng với nhau. Các bạn nói những chuyện gì vậy? Các bạn đang bàn những cái chuyện gì vậy với những người mà bạn đang dành thời gian nhiều nhất, 5 cái người mà bạn đang dành thời gian nhiều nhất? Đã bao nhiêu năm rồi các bạn vẫn nói mãi cái chuyện như vậy? Ví dụ rất nhiều cộng đồng, rất nhiều nhóm cứ chỉ gặp nhau là nói là hôm qua uống say quá, hôm qua được phải uống có khi phải đến gần 20 chén đấy. Rồi hôm qua say quá, ông ấy ép uống phải gần 20 cốc đấy. Thế là cứ cãi nhau mãi cái chuyện đấy, hoặc là tôn vinh cái chuyện đấy, bàn mãi cái chuyện đấy. Các bạn hãy để ý mà xem. Hoặc là những cái nhóm mà ngồi bàn những chuyện nó rất là gì, không có tạo ra một cái giá trị nào cả, không tạo ra một cái kiến thức nào cả, không tạo ra một cái giải pháp nào cả. Đấy, và họ cứ nói mãi cái chuyện đấy. Bạn cứ thử lắng nghe, bạn cứ thử để ý mà xem. Hầu hết đều đang nói những câu chuyện như vậy, và rất khách sáo. Sau đó lại chào nhau về, mất 1 tiếng, 2 tiếng ngồi bên nhau nhưng không giải quyết được vấn đề gì. Vậy bạn có tiếp tục ngồi với cái cộng đồng đó không? Bạn sẽ là trung bình cộng của 5 người bạn dành thời gian nhiều nhất hàng ngày. Thay vì đó, bạn thay đổi cộng đồng, thay đổi cái người dành thời gian ở bên những người tích cực, những người linh hoạt, những người giỏi. Họ sẽ chỉ cho bạn cái cách làm thế nào để bạn có thể sử dụng thời gian hiệu quả, làm cách nào để bạn có thể nắm bắt, tiếp cận được những cái cơ hội tốt, và làm thế nào để bạn có thể học hỏi những cái kỹ năng ở đâu là chính xác nhất, những cái kỹ năng ở đâu mà bạn không bị
không bị hố rằng là bạn ngồi vào đó sau 3 ngày bạn chẳng nhận được cái kỹ năng kỹ thuật gì cả. Bởi vì những người linh hoạt, những người giỏi, những người tích cực, họ đều phải trải nghiệm các cái bước sai lầm đó rồi. Và bây giờ họ sẽ muốn chỉ cho bạn cái cách thức để bạn rút ngắn, không bị lãng phí nguồn lực, không bị lãng phí tiền của, không bị lãng phí thời gian, không bị lãng phí công sức, để bạn có thể tiếp cận được ngay những cái thứ thực sự có giá trị. Đấy là bước thứ hai, bạn phải chọn thay đổi cái cộng đồng. Bước một nhá, thay đổi tư duy thì phần trên nói rồi. Bước thứ hai, bạn phải thay đổi cái cộng đồng mà bạn đang sống, đang làm việc, đang chơi, đang dành thời gian nhiều nhất. Và bước thứ ba là bạn phải chọn ra một cái công cụ làm giàu. Một cái công cụ như là bạn Michael vừa phần đầu bạn ấy nói đấy. Anh có nói biết là anh đang bắt chước ai, mua đồ link ai, rồi anh chọn cái công cụ gì. Thì hôm nay chưa phải cái buổi chúng ta có nói chi tiết về một công cụ gì. Nhưng tôi có thể chia sẻ bạn là bước thứ ba trong cái bước là thoát khỏi nghèo, là chúng ta phải chọn ra một cái công cụ mà nó có thể giúp bạn đạt được cái ước mơ mà bạn đặt ra, mong muốn. Ví dụ bạn mong muốn rằng cái mức thu nhập của bạn là 50 triệu một tháng hay là 100 triệu một tháng, thì bạn phải đi tìm được cái công cụ, cái dịch vụ, cái sản phẩm, cái quy trình, cái phương pháp mà nó có thể giúp bạn, mà khi bạn làm thì tạo ra cái kết quả nó như vậy, như mong muốn. Chứ không thể nào mà bạn đang làm một cái việc mà cái thu nhập của nó thì đóng khung lại tại chỗ, nhưng bạn lại cứ mong muốn một cái kết quả nó gấp độ 50 lần như vậy. Như vậy thì nó không logic, như vậy thì nó không có thực tế một chút nào. Như vậy nó là ảo tưởng mà chính bạn cũng không nhận ra. Và khi bạn chọn bất kỳ một sản phẩm, một dịch vụ nào để bạn chọn nó là cái công cụ để bạn thay đổi cuộc đời, thay đổi sự nghiệp của bạn, thì nó phải hội đủ 5 cái tiêu chí này. Trong rất nhiều tiêu chí, nhưng có 5 cái tiêu chí mà bạn phải tập trung chú ý đến nó này. Cái tiêu chí đầu tiên mà bạn chọn dịch vụ hay sản phẩm để làm, thì cái sản phẩm, cái dịch vụ đó nó phải đáp ứng được cái xu hướng thị trường, xu hướng dài hạn này các bạn. Xu hướng đó là 5 năm, xu hướng đó càng 10 năm nó càng mở rộng, nó càng nhu cầu mạnh hơn. Xu hướng đó là 20 năm nữa nó lại càng nhiều người dùng hơn. Xu hướng nữa là 50 năm nữa người ta vẫn dùng, người ta lại càng mở rộng hơn, càng khát khao dùng hơn. Đấy là cái tiêu chí đầu tiên. Bạn phải chọn được cái sản phẩm, cái dịch vụ mà nó đáp ứng bạn điều đó. Vì sao lại vậy? Bởi vì nếu bạn chọn cái sản phẩm dịch vụ mà có tuổi đời nó ngắn, thì bạn vừa xây dựng xong được cái nền tảng thì cái đó nó đã chết dục rồi. Và bạn lại phải lại từ đầu, nó giống như là dã tràng xe cát vậy. Vừa xây lên được một đụn cát, cái sóng nó ào cái lại mất. Vậy thì cái việc cái sản phẩm dịch vụ mà bạn dành công sức vào 2-3 năm mới bắt đầu tạo ra nền tảng thì nó ào một cái lại là hết nhu cầu. Vậy thì bạn thử tính xem bạn đang làm cái gì vậy. Cái điều đầu tiên là như vậy. Cái nguyên tắc đầu tiên để bạn chọn sản phẩm dịch vụ là như vậy. Cái nguyên tắc thứ hai này, cái sản phẩm bạn chọn, cái dịch vụ bạn chọn là nó phải tốt nhất thế giới và nó phải độc quyền. Vì sao vậy các bạn? Nào, chú ý đến nguyên tắc thứ hai này. Nó tốt nhất thế giới thì bạn không phải đi chứng minh rằng là nó tốt như thế nào nữa. Bởi vì nó đã có tiêu chuẩn, nó đã có các phễu lọc để giúp bạn gì, giúp bớt cái khoản phải đi chứng minh với người khác rằng cái này có tốt không rồi. Thứ hai, nó phải độc quyền. Vì sao? Bởi vì khi người khác muốn kinh doanh giống bạn thì người ta phải qua bạn. Như vậy bạn xây dựng được cái hệ thống của bạn. Cái nguyên yếu tố thứ hai đó, sản phẩm đó là tốt nhất để bạn không tốn công sức và đi chứng minh. Thứ hai là nó phải độc quyền. Được chưa ạ? Để giúp bạn gì? Độc quyền để giúp bạn giàu nhanh, để giúp rằng những ai muốn làm cái điều đó thì hãy qua bạn. Và bạn sẽ là người gì? Tạo ra cái hệ thống kinh doanh đó. Được chưa ạ? Rồi, bước thứ ba bạn phải chọn ra cái đối tác. Đối tác đấy cũng phải là top số 1 thế giới hoặc trong top 5 thế giới mà thôi. Bởi vì sao? Thế giới họ có cái tiêu chuẩn. Không phải nghiễm nhiên mà một công ty nào đó lại được tôn vinh là số 1 hay trong top 5 hay là top 10 của thế giới. Để vươn lên hàng ngũ đấy, nó có những cái tiêu chuẩn, nó rất là ngặt nghèo, rất là cụ thể, những tiêu chuẩn của thế giới, chứ không phải là tiêu chuẩn của Việt Nam. Không phải tiêu chuẩn Việt Nam đâu. Đúng không ạ? Top số 1, số 2 thế giới đó thì nó đảm bảo rằng là khi họ đã xây dựng lên một cái đế chế trở thành số 1, top 1 thế giới, thì nghĩa là những cái tiêu chuẩn của họ đã đảm bảo sự bền vững. Những cái tiêu chuẩn của họ đã đảm bảo sự chuẩn chỉ xuất sắc nhất thế giới rồi. Và vì thế, cái đối tác đấy nó không thể vỡ được.
nó không thể vỡ được. Và bạn sẽ phải cộng tất cả các yếu tố trên vào với nhau nhé. Cộng tất cả các yếu tố trên vào với nhau thì cái đối tác đó nó sẽ đảm bảo rằng gì? Nếu bạn đổ công sức, đổ nguồn lực, đổ trí tuệ, đổ thời gian, đổ tuổi trẻ của bạn vào thì càng xây dựng thì nó càng nở rộng và càng bền vững, mà không bao giờ bạn bị sụp đổ. Nó đảm bảo cho bạn tính bền vững trong việc bạn xây dựng sự nghiệp và ngày càng nó nở rộng ra. Đấy là yếu tố thứ ba. Yếu tố thứ tư, bạn xem là cái phần trăm thu nhập khi bạn chọn cái dịch vụ đấy, cái sản phẩm đó, phần trăm cái thu nhập, cái lợi nhuận hoa hồng ấy, nó có xứng đáng không? Nó xứng đáng ở cái chỗ là gì? Nó có đủ cho bạn để tái tạo lại cái sức của bạn không? Nó có đủ cho bạn để bạn có thể bỏ ra những chi phí để xây dựng cái quy mô kinh doanh của mình nó phát triển lên không? Có đủ hấp dẫn để bạn có thể thu hút những người khác để họ nhìn vào đó, để họ thấy rằng cái cơ chế này là hấp dẫn, cái phần trăm này là hấp dẫn, để người ta sẽ sẵn sàng đồng hành cùng với bạn. Đấy là yếu tố thứ tư. Cái bước thứ tư đó, yếu tố thứ tư, bước thứ tư, bạn phải chọn được cái điều đó. Và cái bước thứ năm, bước thứ năm là bạn gì? Cái thời điểm bạn tham gia, thời điểm để bạn tham gia chọn cái sản phẩm đó, chọn dịch vụ đó, chọn đối tác đó, chọn cái phần trăm đó, nó là bắt đầu là đầu sóng hay là nó là giữa sóng hay là nó là ngọn sóng? Bởi vì cái thời điểm tham gia nó rất quan trọng. Bạn tham gia vào đầu sóng thì bạn sẽ dễ dàng đạt được thành công, bởi vì bạn là những người đầu tiên, là cái top đầu tiên. Nhưng nếu bạn tham gia vào giữa sóng thì cái sự cạnh tranh nó khốc liệt vô cùng. Và nếu bạn tham gia vào đỉnh sóng thì có nghĩa là nó đang bước đến giai đoạn thoái trào. Cái điều này nó cũng quan trọng. Và đấy là 5 nguyên tắc để bạn lựa chọn một công cụ để thay đổi cuộc đời bạn, để thay đổi cái tình hình sự nghiệp và cục diện đời sống kinh tế của bạn. Được nhá. Trong riêng cái bước thứ 3 là cái bước lựa chọn công cụ, thì trong cái năm cái trong cái bước lựa chọn công cụ này nó có 5 nguyên tắc. Cũng là khái quát thôi, cũng là cơ bản thôi để bạn lựa chọn nó. Và bạn tìm được đối tác nào, sản phẩm dịch vụ nào nó hội đủ 5 cái yếu tố này thì hãy bắt tay với nó. Rồi, bây giờ đến bước, chúng ta đang nói những bước lớn, là sang bước thứ tư để giúp bạn thoát nghèo. Bước thứ tư là liên tục đầu tư vào phát triển bản thân. Liên tục đầu tư vào phát triển bản thân. Đừng có bao giờ tiếc tiền để tham gia những khóa học của những người nổi tiếng, của những người thành công trên thế giới này. Mức độ của mình cố gắng được bao nhiêu, cố gắng hết sức thế nào thì hãy tham gia vào. Lựa chọn những khóa học phù hợp với nghề nghiệp của mình, phù hợp với cái giá trị ước mơ mà mình theo đuổi. Hãy học những điều đó. Và đừng bao giờ tiếc tiền để đầu tư vào bộ não của mình. Bởi vì đó, như phần 1, bước 1 chúng ta nói, đó là tư duy. Bạn có học những khóa học như vậy thì bạn mới có thể mở mang được tư duy. Và tư duy nó là cái thứ vô hình. Mà nguyên lý là vô hình sẽ quyết định hữu hình, vô hình sẽ quyết định hữu hình, bên trong sẽ quyết định cái bên ngoài. Nên hãy đầu tư vào đó. Và bây giờ, vậy thì đầu tư bản phát triển bản thân như thế nào? Mức độ bao nhiêu thì là đủ? Nếu bây giờ bạn đã là người trưởng thành mà bạn thấy rằng mình chưa từng học các khóa học phát triển bản thân nào, chưa từng hiểu biết về bên ngoài thế giới kia họ đang phát triển bản thân như thế nào và công việc bạn đang rối ren, thì hãy bắt đầu vào tìm các khóa học phát triển bản thân. Và từ trái tim tôi nói với các bạn, khóa học đầu tiên bạn phải học là NLP, lập trình ngôn ngữ tư duy. Vì sao vậy? Bởi vì nó có cái tên đã sẵn sàng cho bạn biết rồi, lập trình lại cái bộ não của bạn. Bạn phải có cái nền tảng của bộ não này, nó phải thông thoáng, nó phải rõ ràng đã, rồi bạn mới có thể học bất cứ cái gì ở bên trên thì bạn mới lắp vào. Nó giống như việc là bạn định xây dựng một thư viện thì bạn lấy sách về trước, hay là bạn phải xây dựng cái thư viện với đầy đủ những phòng ốc và đầy đủ những giá sách trước, đúng không? Bạn phải xây dựng cái thư viện với đầy đủ các ngăn nắp của giá sách trước, rồi sau đó bạn mới mua sách về để bạn xếp vào đó. Chứ không thể là bạn mua sách về xếp một đống lại vứt hổ lốn ở đấy không có chỗ bày thì bạn sử dụng làm sao? Đây là cái lý do mà tôi luôn khuyến khích các bạn là gì? NLP là cái thứ bạn phải học đầu tiên trước khi bạn học bất cứ thứ gì khác. Bởi vì nếu bạn đã có nền tảng của NLP rồi, lập trình ngôn ngữ tư duy rồi, thì bạn học bất cứ cái thứ gì, cái độ ngấm, độ đột phá của bạn tiếp tục nâng lên 10 lần nữa. Bạn đọc bất cứ cuốn sách nào thì cái độ mà phát triển ý tưởng của bạn tiếp tục nâng lên 10 lần nữa. Đấy là bước thứ tư. Bước thứ tư là liên tục đầu tư vào phát triển bản thân mình. Vậy thì đầu tư mức độ bao nhiêu là vừa? Thế này các bạn, bạn muốn gì? Bạn muốn mình đột phá nhanh với tốc độ tên lửa, hay là bạn muốn mình đột phá với tốc độ máy bay Boeing, hay là bạn muốn mình đột phá với tốc độ là ô tô, hay bạn muốn mình đột phá với cái tốc độ là xe cải tiến, thì tùy bạn quyết định để bạn đầu tư.
Nếu bạn muốn mình đột phá với tốc độ tên lửa thì ngay lập tức, ngay năm nay 2019 này, bạn bắt đầu là gì? Sắp xếp và dành cái quỹ đầu tư vào bản thân mình là 50% thu nhập ròng. Giả sử bạn đang có mức thu nhập là 7 triệu một tháng, vậy thì 70-70, 72-14, bạn thu nhập là 82 triệu trong năm nay. Vậy thì hãy thắt lưng buộc bụng lại, lấy 41 triệu để đi học phát triển bản thân. Vì sao lại như vậy? Bởi vì như chúng ta đã nói ở phần trên, cái bộ não này thì nó mới ra tiền. Bộ não này nó mới chỉ đạo bạn có cái kỹ năng để bạn tạo ra tiền, để gây ảnh hưởng với người khác, để giải quyết được nhiều việc. Chứ không phải là tiền đẻ ra tiền. Tiền không đẻ ra tiền được đâu. Nó chỉ là một cái nhánh nhỏ của nó thôi. Nếu bạn không có kỹ năng, nếu bạn không có trí tuệ, thì đưa tiền cho bạn, bạn cũng nướng sạch ra thị trường mà thôi. Bạn cũng tạo ra những mô hình kinh doanh, bạn cũng tạo ra những nhà máy xí nghiệp, tạo ra những công xưởng, rồi vì rất nhiều lý do thị trường không sử dụng nữa, lý do bạn bị chưa hiểu thị trường, rồi lý do về suy thoái kinh tế, lý do về công nghệ nó đè bẹp, rồi bạn cũng bị tiêu sạch số tiền đó mà thôi. Nếu bạn bên trong bạn không có cái gì để quản lý tất cả những thứ ở bên ngoài bạn. Vậy năm đầu tiên dành 50% thu nhập ròng để đầu tư vào phát triển bản thân của bạn, mọi chuyện bắt đầu tốt lên. Bạn bắt đầu thu nhập không phải là 82 triệu một năm nữa, bạn bắt đầu đạt đến mức thu nhập là 150 triệu một năm. Vậy năm thứ hai thì cái thu nhập ròng của bạn bắt đầu đạt 150 triệu một năm, thì bạn bắt đầu giảm cái số tiền đầu tư vào phát triển bản thân xuống 30% thu nhập ròng. Dù bạn giảm cái số tiền đầu tư vào phát triển bản thân xuống 30% mức thu nhập ròng, thì 150 triệu của bạn, 100 là 30 triệu, 50 triệu nữa bằng 5, 3, 15, bạn vẫn có cái mức số tiền đầu tư vào là 45 triệu để tiếp tục. Năm trước bạn đã có một cái nền tảng rồi, năm sau bạn tiếp tục dùng 45 triệu đó để đầu tư một cái nền tảng chuyên sâu vào cái ngành mà bạn đang theo đuổi, để bạn tiếp tục làm xuất sắc cái bản thân mình lên. Rồi năm thứ 3 bạn giảm tỷ trọng tiếp tục xuống 20%. Năm thứ 2 thu nhập 150 mà bạn đã tạo ra cái bước đột phá từ 82 triệu lên 150 rồi, bạn học thêm những cái kỹ năng, kỹ thuật đó để bạn làm tốt hơn mọi việc, thì năm thứ 3 bạn đã có mức thu nhập là gì, gấp đôi là 300 triệu rồi. 300 triệu mà bạn giảm cái tỷ trọng đầu tư và phát triển bản thân xuống 20% thì 2, 3 là 6, vẫn là 60 triệu, vẫn còn cao hơn những năm đầu tiên. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng 2 năm bạn đã có những nền tảng cần thiết, những nền tảng tuyệt vời rồi, đến năm thứ 3 bạn lại tiếp tục dành 60 triệu để đầu tư phát triển bản thân nữa. Nó gồm những 2.500 đô la Mỹ đó. Thì bạn sẽ hội được những thêm những cái kiến thức tuyệt vời như thế nào để bạn tiếp tục đột phá. Tôi tin chắc rằng, tôi khẳng định với các bạn, nếu bạn tuân thủ các bước này thì đến năm thứ 3 thôi bạn đã tạo được đột phá, thu nhập được cả 1 tỷ một năm rồi. 1 tỷ một năm rồi. Với tất cả những cái tiêu chí mà tôi chia sẻ với các bạn ở trên, với tất cả những cái kiến thức mà bạn sẽ học được trong 3 năm liên tục đầu tư vào phát triển bản thân này, bạn sẽ tạo ra đột phá khủng khiếp. Và 1 tỷ thu nhập một năm là tối thiểu bạn ạ. 3 năm. Tiếp theo đây. Rồi đến năm thứ 4 thì sao? Từ năm thứ 4 cho đến cuối đời, bạn luôn luôn dành ra một quỹ là 10% thu nhập ròng để phát triển bản thân. Bạn sẽ hình dung, nếu như bạn bắt đầu thu nhập được 2 đến 3 tỷ một năm mà bạn dành 10% nghĩa là bao nhiêu? Nghĩa là 200 triệu đến 300 triệu. Và những khóa học đó thì bạn phải học ở nước ngoài chứ Việt Nam không có. Vậy thì bạn sẽ hình dung, nếu bạn ra nước ngoài học được những cái kiến thức mà Việt Nam này không có, thì nhiều người muốn kiến thức đó của bạn không? Rất nhiều người muốn. Và đó là cái cách mà tôi đi. Đó là cái cách mà tôi đang làm. Và tôi chia sẻ bằng trái tim với các bạn. Tiếp tục, đấy là cái bước thứ mấy? Bước thứ 4 để thoát nghèo. Và bây giờ là bước thứ 5. Đây, bước thứ 5 đây ạ. Khi bạn bắt đầu có kỹ năng, có kỹ thuật, bạn có năng lực để giải quyết được nhiều vấn đề cho người khác, thì bạn hãy cho đi tất cả những gì bạn có. Và tôi đang làm điều này các bạn đúng không? Tôi đang thực hiện bước 5 đây. Những năng lực tôi có, những kinh nghiệm tôi có, và những điều gì tốt nhất cho các bạn thì tôi đang chia sẻ với các bạn đây. Đấy là bước thứ 5. Và luật nhân quả thì cho chúng ta biết rằng gì? Bạn muốn gì, bạn hãy cho đi thật nhiều những thứ đó. Bạn muốn gì, bạn cho đi thật nhiều những thứ đó. Và tôi đang chia sẻ với các bạn là tôi đang nhận lại cái gì? Tôi đang nhận lại một cái năng lực khác mà vũ trụ sẽ tiếp tục cho tôi. Đó là cái năng lực truyền đi thông điệp, cái năng lực truyền đi những trí tuệ với các bạn. Bởi vì tôi đã biến tất cả những cái thứ gì mà tôi học được vào bên trong, rồi tôi lại bắt đầu tiếp tục chia sẻ với các bạn. Thì không chỉ là các bạn sẽ nhận được những điều này, mà tôi cũng là người nhận được rất nhiều. Bởi vì tôi đang ôn luyện nó, tôi đang rèn nó. Bởi trong cái tháp học tập người ta nói là gì?
Nếu bạn tham gia những khóa học, khóa luyện, bạn chỉ ngồi nghe thôi, bạn chỉ lấy được có 10% tri thức, rồi sau đó một tuần sau bạn sẽ quên sạch không còn gì. Nếu bạn vừa nghe, bạn vừa ghi chép thì bạn sẽ bắt đầu là nhớ được 20%. Nhưng sau đó về bạn không ôn luyện thì sau đó thì bạn cũng quên sạch sau 2-3 tuần. Nếu bạn vừa nghe, bạn vừa ghi chép, bạn lại vừa tương tác, bạn lại vừa làm, vừa thực hành tại lớp học, thì bạn cái độ ngấm về kiến thức đó bạn sẽ tăng lên 40%. 40% là cũng đã khá tuyệt vời rồi. Nhưng nếu bạn lại về bạn lại không vận dụng nó thì 2-3 tháng sau thôi, mọi thứ nó lại quên sạch. Và cuối cùng, nếu bạn học được những điều đó, bạn nghe, bạn ghi chép, bạn tương tác được 40% tại lớp học, mà bạn về bạn tiếp tục bạn gì cho đi, thì bạn sẽ lĩnh hội được 90-95% kiến thức đó vào trong bạn và của bạn. Của bạn. Bạn thấy không ạ? Vậy thì gì? Vũ trụ này có một cái luật vô hình là gì? Bạn muốn gì thì bạn hãy cho đi cái thứ đó thật lực. Vậy thì tôi đang muốn trí tuệ thì tôi phải cho đi thật lực. Và rất nhiều cuốn sách khác người ta cũng nói là gì? Bạn hãy cứ chăm chỉ đi. Bạn hãy cứ chăm chỉ đi. Còn tất cả để Thượng Đế lo. Tất cả hãy để Thượng Đế lo. Đừng bao giờ nghĩ rằng là tôi làm cái này thì người khác không cho lại tôi cái gì. Tôi làm cái này thì tôi có được cái gì không? Đừng bao giờ. Đừng bao giờ. Vũ trụ này có luật của nó. Và chúng ta đều biết rằng luật vô hình mạnh hơn hữu hình hàng nghìn lần, hàng triệu lần. Vậy là hôm nay tôi đã chia sẻ với các bạn. Tôi đã chia sẻ với các bạn là 5 cái bước để các bạn thoát nghèo. 5 cái bước để chúng ta có thể sang trang, thay đổi cuộc đời mình. 5 cái bước để chúng ta có thể thay đổi mọi cái khía cạnh của cuộc đời mình. 5 cái bước nào chúng ta ôn luyện lại nhé. Bước đầu tiên phải thay đổi tư duy. Thay đổi cái bên trong thì nó mới dẫn đến cái thay đổi bên ngoài. Bước thứ hai, bạn phải thay đổi cái cộng đồng. Cộng đồng mà bạn đang sống, cộng đồng bạn đang làm việc, bạn đang dành nhiều thời gian cho cái cộng đồng đó đấy, bạn phải thay đổi đi. Tìm cái cộng đồng tích cực, cái cộng đồng linh hoạt. Đấy là bước thứ hai. Bước thứ ba, bạn phải chọn một cái công cụ. Cái công cụ để giúp bạn đạt được ước mơ cuộc đời bạn. Đó là sản phẩm hay đó là cái dịch vụ mà đáp ứng được cho bạn thực hiện được cái ước mơ của bạn. Thì trong cái phần là chọn công cụ và dịch vụ thì tôi có 5 cái nguyên lý, 5 cái nguyên tắc để bạn chọn, có rồi. Và bước thứ tư thì bạn gì? Liên tục đầu tư vào phát triển bản thân. Bước thứ tư để thoát nghèo là liên tục đầu tư vào phát triển bản thân. Và bước cuối cùng là cho đi tất cả những gì mà bạn có. Cho đi mọi người. Và bây giờ thì phần live stream đã dài. Tôi bắt đầu từ live stream từ 3 giờ và bây giờ là 4 giờ kém 4 phút rưỡi. Tôi dành 4 phút rưỡi để chia sẻ với các bạn những điều gì mà các bạn có thể phản ánh ở đây. Đã, có điều gì các bạn muốn làm sâu hơn, điều gì các bạn làm rõ hơn thì tôi sẵn sàng chia sẻ cùng các bạn. Nào xin mời các bạn bắt đầu ạ. Xin mời các bạn ạ. Tuyệt vời. Tôi không bao giờ để lãng phí thời gian của mình. Không bao giờ để lãng phí. Thứ nhất, nếu như đã ở bên ai đó, tôi hiện hữu 100%. Hiện hữu 100%. Ở bên gia đình, hãy hiện hữu bên gia đình. Giờ những lúc đó, hãy kiếm việc gì có ích cho bản thân mình để gia tăng cái trí tuệ của mình, gia tăng cái năng lực, khả năng của mình, hoặc là chia sẻ những giá trị với cộng đồng. Và bạn cứ làm điều đó đi. Thượng Đế sẽ sắp xếp mọi thứ cho bạn. Nào xin mời các bạn ạ. Xin mời các bạn có những điều gì mà các bạn muốn làm sâu hơn, rõ hơn, có những điều gì. Tôi rất thích cái không gian này. Lúc nào về thì tôi cũng thích cái không gian này. Đấy, rất là đẹp. Đấy, bên cạnh thì là một cái hồ nước rất là đẹp. Phía sau bên này một cái lùm cây nó rất là cổ thụ, rất là lâu năm, đến khoảng 20 năm rồi. Và một cái bàn đá. Xin mời các bạn. Anh chỉ cho em hướng thanh lọc bản thân. Tôi chưa hiểu cái ý của bạn. Thanh lọc bản thân nghĩa là sao? Bạn nghe 5 cái bước vừa rồi thôi thì thanh lọc bản thân nghĩa là như vậy đó. Hiền Khổng, làm thế nào để em kiếm một mentor? Bạn muốn thành công trong lĩnh vực nào thì bạn hãy kiếm một mentor ở lĩnh vực đó. Và cuộc đời chúng ta, nếu muốn thành công một cách toàn diện, phải có 6 mentor, 6 người thầy để dẫn dắt bạn. 6 người thầy bên cạnh thì sẽ cho bạn biết. Và những người thầy đó thì sẽ chỉ cho bạn cái cách
mà họ đã thành công như thế nào, bởi vì họ có nhiều trải nghiệm. Và bạn định làm gì đó thì vì tất cả những cái trải nghiệm của họ, vì tất cả những cái kỹ năng, kinh nghiệm và kiến thức của họ, thì họ sẽ coach cho bạn để bạn gì tránh được sai lầm. Và nhân cái câu hỏi của bạn Hiền Khổng thì tôi chia sẻ thế này: trong cuộc sống này thì có ba cái cách ứng xử của con người chúng ta, ba cái cách ứng xử. Cái cách thứ nhất là cứ lặp đi lặp lại những việc cũ. Ai đó đang làm việc cái công việc của mình và họ cứ lặp đi lặp lại việc cũ, lặp đi lặp lại việc cũ để mong có một cái kết quả mới. Đấy là cách đầu tiên. Cái cách thứ hai là cái người tiến bộ hơn một chút thì họ cứ thử rồi sai lại sửa, thử sai sửa, thử sai sửa, thử sai sửa, thử sai sửa. Và cái cách đó thì làm rất tốn rất nhiều nguồn lực, năng lượng rồi thời gian. Và tất nhiên là những lần sau thì tốt hơn. Thế nhưng mà cứ thử sai sửa, nhưng có những lần nào đó thì sẽ sập. Rồi sau đó họ lại làm lại, lại thử sai sửa. Và cái cách thứ ba là những người mà gặp khó khăn thì tìm những mentor, tìm những khóa học phát triển bản thân, tìm những mẫu hình để bắt chước, tìm những người thầy, những người thành công trong cuộc sống này để bắt đầu là gì? Học họ, học hỏi họ và ứng dụng những cái kỹ thuật, những cái chiến thuật và tận dụng những kinh nghiệm, những trí tuệ của những người thầy đó, những sai lầm của những người thầy đó để biến nó thành cái bài học giá trị cho mình để đột phá. Thì đấy là có ba cách, bạn chọn cách nào cũng được. Làm thế nào để kiếm một mentor? Em sẽ gạch ra những cái tiêu chuẩn. Một mentor của em thì cần những điều gì? Em sẽ tìm được người đó. Tức là gì? Vũ trụ này sẽ sắp xếp em gặp người thầy đó. Em cứ làm rõ cái tiêu chuẩn một mentor đối với em đi. Em cần cái gì? Người đó phải như thế nào? Rõ ngay. Đó là câu trả lời của tôi. Ok nào. Xin mời các bạn tiếp theo đi ạ. Xin mời các bạn. Và nếu như không còn một ý kiến nào với các bạn thì điều cuối cùng tôi muốn lưu ý với các bạn: tất cả chúng ta đều biết hết. Em hay suy nghĩ tiêu cực và ích kỷ. Ok. Nếu bạn là một học viên của tôi, hoặc nếu bạn là một người đang tìm kiếm cái sự thay đổi một cách nghiêm túc, thì bạn sẽ message cho tôi và chúng ta sẽ bước vào một cái quy trình huấn luyện để bạn thay đổi. Để bạn sẽ thay đổi. Nếu bạn nghiêm túc thì bạn sẽ bước vào một quy trình huấn luyện, hoặc là bạn sẽ tham gia một khóa học để thay đổi bản thân. Và tôi cam kết bạn sẽ thay đổi được toàn diện những cái thứ gì mà bạn đang có. Bởi vì những thứ đó tôi biết rằng nó đang gây ra những hạn chế trong công việc, trong mối quan hệ, trong cuộc sống của bạn. Đúng, chúng ta phải thay đổi. Chúng ta phải có một cái ý thức để nhận ra rằng điều gì đang gây hại với bản thân mình, gây hại với cuộc đời mình, gây hại với tương lai của mình, để sẵn sàng thay đổi. Và tôi sẽ nói tiếp cái điều lưu ý cuối cùng trước khi chúng ta kết thúc buổi live stream này. Tất cả chúng ta đều biết hết những giải pháp, chỉ có điều chúng ta không làm. Đơn giản vậy thôi. Tất cả chúng ta đều biết hết. Chúng ta đều biết là phải dậy sớm, tập thể dục thì sẽ tốt hơn rất là nhiều. Chúng ta vừa có body đẹp, vừa có sức khỏe, vừa có nhiều thời gian, và trong người chúng ta lại linh hoạt. Điều biết đầu tiên. Điều biết thứ hai là chúng ta đều biết là chăm chỉ, cứ chăm chỉ cần mẫn thì sẽ gia tăng được thu nhập. Mà chăm chỉ cần mẫn với những cái thứ đúng, những cái thứ công thức bí truyền, thì chúng ta sẽ gia tăng được thu nhập rất cao. Chúng ta biết điều đó, nhưng chúng ta không chăm chỉ. Chúng ta đều biết rằng người thành công thì cần phải có kỷ luật bản thân mình. Nghĩa là gì? Giờ đó phải dậy, giờ đó phải làm việc đó. Và những cái thách thức trải nghiệm cuộc sống này phải vượt qua, thì đấy là cái tính kỷ luật với bản thân. Nhưng chúng ta cũng không làm. Ta biết mà. Rồi gì nữa? Chúng ta đều biết rằng phải đầu tư vào phát triển bản thân mới thay đổi được bản thân mình, mới rũ bỏ được những điều tiêu cực và những thói hư tật xấu của bản thân mình. Nhưng chúng ta cũng không làm. Và chúng ta bắt đầu viện ra những cái cớ nó rất là có lý. Tất cả những cái suy nghĩ trong đầu chúng ta đều đúng, nhưng nó chỉ đúng với cá nhân cái hiểu biết của mỗi người chúng ta mà thôi, chứ không phải cái thứ mà cái quy luật cuộc sống này nó vận hành. Quy luật cuộc sống này vận hành là con người sinh ra phải được thành công và hạnh phúc và giàu có. Nhưng tự chúng ta đã vì cái hiểu biết hạn chế đã chống lại bản thân mình. Bằng cách nào? Bằng cách chúng ta từ chối tất cả những cái thứ gì mà lẽ ra chúng ta phải làm để tạo ra sự đột phá, để tạo ra sự thịnh vượng. Vậy thì tất cả những gì mà các bạn đã có từ trước đến nay, nó đã tạo ra kết quả của bạn hiện tại.
Và những gì các bạn đã biết, năng lực các bạn đã có, tư duy các bạn đã có, thì bạn đã làm hết rồi. Và vì vậy các bạn mới có cái kết quả như hiện tại. Cái điều quan trọng bây giờ là phải dám thay đổi. Phải dám thay đổi. Và cái khuyến nghị của tôi, để thay đổi được từ tận gốc rễ, thì khoa học mà cái các bạn cần phải học đầu tiên là NLP, lập trình ngôn ngữ tư duy. Bởi khoa học này sẽ giúp các bạn thay đổi tận gốc rễ mọi vấn đề, cho các bạn những hiểu biết sâu sắc về chính bản thân bạn và con người bạn và các quy luật của vũ trụ này. Đồng thời sẽ cung cấp cho bạn những cái công cụ để bạn dư năng lực, dư kỹ thuật, dư nguồn lực để thiết kế nên cuộc đời các bạn mong muốn. Và tôi là một Master Trainer NLP cấp độ quốc tế. Tôi cũng là một Master Coach thuộc PBCA, tổ chức huấn luyện về kinh doanh giỏi nhất khu vực Bắc Mỹ và trên toàn cầu. Tôi là một mentor, cam kết sẽ đủ nguồn lực, đủ các trải nghiệm, đủ các công cụ để bạn đưa bạn đến thành công. Và nếu các bạn thực sự nghiêm túc nghĩ đến vấn đề này, nếu các bạn thực sự là người cam kết, nếu cuộc đời của các bạn đã quá đau khổ và bây giờ đến lúc cần phải thay đổi, thì hãy comment đến tôi. Tôi chào mừng các bạn. Đặc biệt là trên Facebook của tôi, ngay tuần sau tôi bắt đầu khai giảng cái khóa NLP Project rồi. Cái khóa 6 ngày thay đổi toàn bộ nền tảng của các bạn, thay đổi bất cứ cái gì mà các bạn muốn, và để các bạn có dư năng lực để kiến tạo tất cả cái kết quả gì mà các bạn muốn tạo ra trên cuộc đời này. Và tôi luôn luôn cam kết trong tất cả các livestream của mình rằng, nếu sau 6 ngày khóa học đấy mà các bạn không nhìn ra và không thấy rằng mình có đầy đủ nguồn lực, đầy đủ các công cụ kỹ thuật, đầy đủ các năng lực để ra ngoài kia có thể kiến tạo nên cuộc đời gấp 10 lần so với lúc chưa học, bạn chẳng mất đồng nào cả. Tôi free học phí ngay tại lớp học cho các bạn. Hãy lưu ý điều đó. Và nếu cái điều tôi cam kết với các bạn nếu không đúng, tôi có cái Facebook này và các bạn sẽ lên đây để chia sẻ cái điều đó, rằng đúng hay không. Rồi, một lần nữa tạm biệt các bạn. Chúc các bạn hai ngày cuối tuần tuyệt vời vui vẻ. Chào các bạn.